đáng chú ý khác là tối ngày 27 và sáng ngày 28 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam công bố thêm 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, 9F0 ghi nhận qua sàng lọc y tế. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.